Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một video đó là review cái phòng làm việc của mình. Thì dạo gần đây mình đã thay đổi chủ đề làm về chương trình trẻ em. Đó, mình sẽ quay một video về review cái căn phòng làm việc của mình. Và đây mình sẽ quay các đồ đạc của mình cho tất cả các bạn xem, cũng như là chứng minh cho YouTube biết là đấy là video của mình làm. Và đây là cái một góc vòng tròn góc làm việc của mình và những đồ đạc mà mình đã chuẩn bị cho các video của mình. Đây là những các đồ vật mà mình đã chuẩn bị để quay những video, rất là nhiều luôn. Ở trong cái thùng này rất là nhiều các đồ chơi, các con vật khác nhau, nó được quay trên video clip của mình. Và đây là bản quay video của mình. Đây là một góc làm việc của một YouTuber. Đây là Slam. Đấy, cái này đang bị dính giấy báo, rất là nhiều màu sắc. Đây là cát động lực. Đây là cát động lực. Đấy, một con mèo người dây này. Màu sắc nhũ. Máy làm mì đồ chơi. Đồ chơi Slam rất nhiều màu sắc. Cát động lực. Hạt ngọc. Kem hoa quả. Quả dưa hấu. Quả cam. Đây là một ngôi nhà tiểu cảnh mini. Đây là một chiếc một con người bằng mình đã tạo nó bằng củ lạc này. À, một chiếc xe máy này, một chiếc xe máy mini này tạo thêm bằng từ những chiếc bật lửa này. Đây là con trâu, con lợn. À, đây các bạn, đây là một cái cuốc, một cuốc mini này. Đây là củ lạc, mình đã tạo ra nhân vật như thế này. Và đây là bàn làm việc quay video của mình. Nói chung là căn phòng làm việc của mình như thế này. Không chật chội mà cũng không rộng rãi. Chỉ như này thôi đã tạo nên được video cho các bạn xem nhé. Ok, mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video của mình nhé.